Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình mini game quay số trúng thưởng lần thứ 5 của Shop Công nghệ TAD. Và bây giờ thì mình sẽ công bố là ba bạn trúng thưởng của số thứ tư vừa rồi. Thực tế thì chương trình của mình chỉ có một giải thôi, nhưng mình nghĩ được cái giải này nó là giải khuyến khích đấy, mà trúng mà không được trao thì nghe có vẻ là ấm ức. Nhưng thôi thì Shop của mình sẽ vẫn trao đủ cho ba bạn, đó là một bạn trên YouTube, một bạn ở bên trang Shop Công nghệ TAD trong Facebook các bạn ạ, một bạn ở bệnh viện Atos Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ gọi cho từng bạn nhé các bạn nhé. Đều được tặng trúng giải hai số, là đều được tặng một cái tai nghe Tanbo. Và bây giờ thì mình sẽ gọi luôn. Mình xin công bố bạn Trần Quốc Việt ở tại trang fanpage và bệnh viện Atos Hà Nội có để lại số may mắn là 76683. Bây giờ mình sẽ gọi luôn này. Không biết là bạn đang ngủ trưa gì, chưa thấy nghe máy các bạn ạ. Thế bao quý khách thử gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Mình sẽ gọi bạn thứ hai trước nào. Bạn thứ hai trên trang số công nghệ của TND của bạn có nick là Hoàng Nguyễn, để lại số may mắn là 12183, có số điện thoại là 0359. Ừ, anh chào Hoàng. Ừ, anh ở số công nghệ TND mà em. Ừ, anh có thấy em tham gia chương trình vui chơi có thưởng mini game nhà anh thì có trúng giải 2 thì anh sẽ gửi tặng em cái tai nghe nhá. Ừ, cho anh hỏi là em ở đâu nhỉ em nhỉ? Ờ, em ở Thái Nguyên ạ. Ở Thái Nguyên thì chắc là không lên Shop được đúng không? Vâng. Ừ, thế thì bây giờ là gửi cho anh thứ nhất là tên của em này, địa chỉ nhận hàng này. Anh sẽ gửi hàng qua bưu điện là toàn bộ chi phí ship anh ship cho em không cần thanh toán cái gì nhá. Ừ, thì chúc em may mắn lần sau nhá. Chương trình đang chuẩn bị quay tiếp, lần này chưa tìm được ai trúng số 30 triệu cả. Ok, thì bây giờ gửi tin nhắn lên cho anh nhá, sau anh chuyển đi cho em nhá. Ok, chúc em một ngày vui vẻ em nhá. Anh chào em. Các bạn ơi, bây giờ là bạn thứ ba ở trên YouTube của nhà mình này. Bạn ấy tên là Khánh Đào, số may mắn của bạn là 37383, số điện thoại là 0967. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. 0967 cuộc gọi được tính theo cước thoại thông thường. Rất tiếc là ngày hôm nay là hai bạn gọi đều chưa được thì mình sẽ liên hệ sau các bạn nhé. Còn số này thì mình sẽ công khai cả trên Facebook, YouTube và video thì sẽ được post luôn. Và chương trình quay số lần thứ 5 nhé. Tạm thời thì chúng ta sẽ liên lạc với các bạn ấy sau. Các bạn ơi, để chương trình lần này thì thể lệ vui chơi thì vẫn giống như lần trước, đó là chúng ta sẽ để lại 5 con số may mắn kèm theo số điện thoại và nick của các bạn. Các bạn sẽ chia sẻ này, đầu tiên là chia sẻ trên Facebook cá nhân của các bạn này, like và chia sẻ trên YouTube, các bạn nha, YouTube đều được, Facebook cũng được. Facebook của nhà mình sẽ có là Bệnh viện Laptop Hà Nội và Shop Công nghệ TND, các bạn tham gia ở đâu cũng được các bạn nhé. Thể lệ là chúng ta sẽ lấy kết quả số kiến thiết miền Bắc vào ngày Chủ nhật tuần này. Các bạn ơi, Chủ nhật tuần này là ngày 6 tháng 9 năm 2020. Đấy. Và chương trình thì lần này giải nhất trùng 5 số của giải đặc biệt, tớ sẽ tặng một phiên bản MacBook Pro 2020, phiên bản trang bị chip i5 RAM 8 GB SSD 256, có giá thị trường khoảng 32 triệu đồng. Đây là giải đặc biệt 5 số này các bạn, trùng với 5 số may mắn của kết quả số kiến thiết miền Bắc. Đấy. Và giải thưởng trùng 4 số của lần này thì vẫn là một chiếc ổ cứng SSD M2 LVMe của Samsung 512GB, trị giá khoảng sát 2 triệu đồng. Đấy, 4 số các bạn nhá. Và giải thứ 3 trùng 3 số từ cuối nhá. Các bạn lưu ý là tính từ cuối nhá. 3 số từ cuối là tặng một que RAM DDR4 8GB, trị giá khoảng 900 ngàn đồng tại thời điểm bây giờ. Và giải thưởng khuyến khích là giải thưởng trùng 2 số sẽ là một tai nghe JBL T180A, trị giá 350 ngàn đồng để các bạn tham gia các bạn nhá. Lần trước thì mình nói thực sự là tín hiệu rất là vui, rất là may mắn là cái số lượng người chơi gấp đôi lần trước, mà lần này là lần thứ 5. Đấy. Các bạn tham gia để ủng hộ nhé. Tính ra là công ty của mình tính đến bây giờ, từ lúc mình khởi nghiệp đã là 12 năm rồi. Rất cảm ơn tình cảm và sự quý mến của quý vị và các bạn đã dành tình cảm cho tất cả những trang điện tử của nhà mình, đặc biệt là trên trang YouTube của Công nghệ TND, sắp được 100.000 sub rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, thật sự rất cảm ơn và rất cảm động của các bạn. Các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách like và chia sẻ, đăng ký kênh sẽ luôn được cập nhật những chương trình hot nhất, giảm giá tốt nhất và những chương trình tốt nhất đến với khách hàng. Và cuối cùng thì vẫn là chuyên mục tuyển người, tuyển nhân viên. Thì các bạn đều biết là cả Shop Công nghệ TND bây giờ thì nâng cao về chính sách, về bảo hành, dịch vụ và mọi thứ phục vụ tốt hơn. Thì mình cần tuyển 5 bạn gái nhá.
đó là chốt đơn, trả lời fanpage. Đấy, thời gian làm việc 8 tiếng một ngày tại địa chỉ là 304 Thái Hà. Mới vào các bạn không biết gì thì bên nhà mình sẽ có bộ phận đào tạo các bạn trong một tháng thử việc. Một tháng thử việc các bạn không dính lỗi gì cả, có thái độ tốt, liêm lờ. Đấy, thì các bạn sẽ được lĩnh lương là 4 triệu đồng. Sau đó thì các bạn sẽ được lĩnh là 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ra thì tính theo doanh số mà các bạn chốt đơn được. Đấy, doanh số chốt đơn của nhà mình cứ một máy là đang chốt đơn cho các bạn là tính ra là 100.000 một máy đấy các bạn ạ. Đấy, mình cần tuyển 5 bạn kinh doanh. Công việc kinh doanh thì rất là đơn giản, thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái mẫu laptop, MacBook hay những dòng sản phẩm công nghệ có tại shop, các bạn sẽ là nhân viên kinh doanh bán hàng, bán trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng. Cái bộ phận kinh doanh này mình cần ưa nhìn một chút, năng động, hoạt bát, đấy, vui tươi và luôn cười. Cái quan trọng nhất đó là cười. Các bạn không có trình độ thì chúng mình sẽ đào tạo các bạn. Đào tạo, thời gian đào tạo thường mất khoảng 1 tháng các bạn ạ, là các bạn có thể làm được việc. Mà mình là tuyển full time các bạn nhá, mình không tuyển làm part time. Đấy, 5 bạn các bạn nhá. Tuổi từ 18 đến 25 tuổi đều được nhận hết. Và mình bộ phận cuối cùng là mình tuyển 2 bạn kỹ thuật. Kỹ thuật của nhà mình thì đơn giản lắm, test máy, cài máy. Nếu các bạn chỉ làm được những cái công việc đơn giản như vậy thôi, lương các bạn là 6 triệu đồng thử việc 1 tháng. Còn đâu sau đó thì các bạn làm ăn theo sản phẩm, có nghĩa lương cứng các bạn vẫn là 6 triệu. Đấy. Còn đối với các bạn mà cứng sửa được rồi, tất cả sửa được các bệnh nguồn mà sửa thay thế ngon lành, lương có thể từ 10 đến 15 triệu. Và có những bạn làm giỏi thì chuyện 20 triệu một tháng là chuyện hoàn toàn bình thường. Ở nhà mình thì chuyên là laptop và MacBook. Đấy. Các bạn cần liên hệ tuyển người với mình, liên hệ để đi làm, phỏng vấn. Hãy gọi điện thoại cho mình là 077 357 và 4 số 9 ở cuối nhé. Mình nhận hồ sơ tại 304 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và thời gian nhà mình làm việc là chỉ có 8 tiếng thôi. Sẽ làm theo ca, tùy vào cái sắp xếp của quản lý ở công ty. Đấy. Các bạn ơi, nhớ là tham gia chương trình nhá, vui chơi mini game nhá, là không được chỉnh sửa. Đấy, không được chỉnh sửa. Không được chỉnh sửa những con số. Đối với chỉnh sửa là sẽ không được tính kể cả các bạn chúng. Và cũng lưu ý các bạn thì mỗi một giải thưởng thì bạn nào là người comment sớm nhất sẽ được tính. Đấy, còn đợt này nó thực sự là toàn tình cảm thôi. Những giải khuyến khích thì chúng mà không được thì cũng cay đúng không? Nên mình vẫn trao đầy đủ hết tất cả những bạn tham gia mini game. Đấy các bạn nhá. Nhớ là like này, chia sẻ này, đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những cái chương trình mới nhất thì mới được tính là hợp lệ tham gia mini game của Shop Công Nghệ TĐD các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.